Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề tốt những con giáp từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 11 cầu được ước thấy phúc lộc đầy nhà, tiền tài dư giả, tiền đến mỏi tay. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi xem mình có nằm trong top những con giáp may mắn này không nhé. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 11. Phúc lộc đầy nhà, cầu được ước thấy, tiền tài dư giả, tiền đếm mỏi tay. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới chính là con giáp tuổi Tỵ. Tỵ may mắn trong công việc, có nhiều ý tưởng mới mẻ được cấp trên phê duyệt. Và đây là tín hiệu mừng, giúp bạn khẳng định được năng lực, vị trí với sếp, cơ hội lớn sắp đến rồi đó. Từ giờ đến cuối năm tài chính rất ổn, người làm kinh doanh công việc phất lên như diều gặp gió nhờ có đối tác tốt. Có vẻ như bạn đã tìm đúng người để kết hợp làm ăn rồi. Ai đang có tình yêu sẽ lên hương. Người ấy luôn quan tâm yêu thương bạn và có thể sẽ có bất ngờ lớn như tỏ tình. Người tuổi Tỵ rất điềm tĩnh trong việc, chuẩn bị cho một việc gì đó, họ suy nghĩ lập ra kế hoạch, tìm kiếm phương pháp trước khi bắt tay vào làm việc. Do đó mà ít khi họ gặp phải những rắc rối hay thất bại trong quá trình thực hiện. Ngoài ra họ còn có khả năng làm việc với sự tập trung, năng suất và hiệu quả cao, do đó mà không tốn thời gian một cách lãng phí. Thêm vào đó, họ không bị chán nản hay gặp hiện tượng lo lắng, sợ hãi khi làm một điều gì đó. Người mang tuổi Rắn luôn nỗ lực. Khi họ xác định được tương lai hay ước mơ mà mình mong muốn, họ cố gắng hàng ngày để tích lũy, trau dồi kiến thức. Trong thể thao cũng vậy, họ có tinh thần rèn luyện cũng như tìm ra và khắc phục nhược điểm của bản thân mình. Người tuổi Tỵ khá thực tế, nhưng họ cũng có một chủ nghĩa lý tưởng cao. Nhiều người có ước mơ hoài bão nào đó nhưng để thực hiện điều đó thì không ít người làm được. Nhưng người tuổi Tỵ thì khác, họ luôn phát huy được tính cách điềm tĩnh và làm việc có kế hoạch để có thể thực hiện hóa ước mơ của mình. Do có đặc điểm này nên họ luôn là người hấp dẫn, giành được sự đồng lòng của nhiều người. Nên từ đó họ cũng dễ hình thành được khả năng lãnh đạo nhóm. Người tuổi Tỵ có một phần nào đó khá kín tiếng, họ thuộc chủ nghĩa bí mật. Do đó người tuổi Tỵ luôn chú trọng trong từng phát ngôn của mình, trừ gia đình hoặc bạn bè lâu năm thì người tuổi Ngọ thường không mở lòng, do đó không giỏi việc kết bạn. Có thể nói đây là điều hơi bất ngờ tìm thấy của người tuổi Tỵ, do họ có khiếu trời cho chính là khả năng quan sát và linh hoạt, nên có thể làm cho người khác cười một cách dễ dàng. Lời nói hài hước của người tuổi Tỵ có phần cay độc nhưng không quá đáng. Đó chính là do sự suy nghĩ chu đáo cũng như sự tính toán để có thể giữ một khoảng cách nhất định nào đó đối với đối phương của họ. Đặc trưng này cũng có liên quan đến tính chu đáo và điềm tĩnh của người tuổi Tỵ. Một khi đã muốn làm điều gì đó, họ vô cùng kỹ lưỡng, làm đến cùng không bỏ cuộc để có thể thực hiện được kế hoạch đã đề ra. Từ tính cách này cũng dẫn đến một phần hơi tiêu cực của người tuổi Tỵ. Một khi ai đó khiến họ xấu hổ hay mất mặt, họ chắc chắn không quên điều đó và luôn mang theo nỗi ám ảnh rằng một ngày nào đó phải phục thù. Do đó mà vấn đề ở họ là mãi không vứt bỏ đi được mối quan hệ đối đầu nào đó. Người tuổi Tỵ là người có năng lực, thêm vào đó luôn có chí tiến thủ, nên họ thường có tham vọng là người có địa vị cao trong xã hội như chính trị gia hay người lập nghiệp.
Họ là người thường nhìn nhận, quan sát sự vật, sự việc một cách logic. Trước một điều gì đó, họ thường không dựa vào cảm tính mà hành động dựa trên sự lý luận một cách đầy đủ, chu đáo. Khi có nghi vấn nào đó, họ luôn cố gắng tìm ra cách giải thích vấn đề một cách thuyết phục, có thể bằng cách này hay cách kia. Tuy nhiên, cũng vì tính cách này của họ mà họ thường bị nghĩ là người nhiều lý luận và phiền phức. Do có ý chí tiến thủ, phấn đấu trong mọi việc, lại có kiến thức, năng lực cao, nên họ cũng có lòng tự ái khá cao. Họ luôn ý thức về điều này, cũng như rất mong muốn mọi người có thể nhìn nhận và đánh giá cao khả năng của họ. Vì thế mà người tuổi Tỵ rất ghét bị xem thường, muốn người khác cư xử với mình một cách tôn trọng. Với mọi người xung quanh thì đôi khi người tuổi Tỵ khá phiền hà vì chính đặc điểm này. Cũng vì muốn được người khác đánh giá, nhìn nhận mà họ không nghĩ đến việc làm những công việc mà họ cho là tầm thường hoặc không có giá trị. Do luôn điềm tĩnh, luôn nỗ lực theo đuổi kế hoạch, tham vọng của bản thân, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nên người tuổi Tỵ thường dễ bị cho là người lạnh lùng và khó gần. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, họ cũng có tính hài hước, luôn luôn thân thiện đối với bạn bè của mình. Cảm ơn quý anh chị tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tỵ có một ngày làm việc thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Dậu. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 11, vận may của tuổi Dậu đang đến rồi. Bạn được cấp trên đánh giá cao năng lực nên phát huy hết mình, rất có thể thép sẽ tăng lương để khích lệ tinh thần của bạn. Người làm kinh doanh nhiều đơn hàng, đây có thể là một công việc khá ổn, vậy nên hãy thử đầu tư vốn liếng và nhân lực xem sao nhé. Tình cảm đang tiến triển tốt, hãy trân trọng người ấy và tiến xa hơn. Người tuổi Dậu sinh ra là người có tổ chức và kỷ luật. Họ ngăn nắp từ trong tư tưởng và thích giữ mọi thứ gọn gàng. Hình tượng Dậu trong tiếng Hán cổ gần giống với ký tự rượu trong tiếng Hoa hiện đại và trông như chiếc bình có thể đựng và vận chuyển bất cứ thứ gì. Những gì chúng ta nhìn thấy ở người tuổi Dậu thường cũng chính là con người thật của họ. Không có quá nhiều điều bí ẩn trong tính cách của con giáp này. Họ không quá phức tạp, cũng chẳng quá sâu xa, nói đúng hơn họ rất thẳng thắn và cởi mở. Người tuổi Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn, nhất là nam giới. Họ rất quan tâm tới hình thức. Con giáp này có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngần tung tiền mua sắm quần áo. Cũng giống như những chú gà trống thích khoe bộ lông tuyệt đẹp, tuổi Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tâng bốc và chú ý. Tuy ăn mặc hơi diêm dúa, nhưng bên trong họ lại là người khá bảo thủ. Khả năng suy nghĩ và phân tích chính là lợi thế của tuổi Dậu. Họ liên tục tự xem xét quan điểm của mình để có cái nhìn thực sự đúng đắn. Khi cần đưa ra bất cứ quyết định gì, họ thường nhìn nhận cẩn thận tất cả các khía cạnh của vấn đề. Trong xung đột, họ đẩy câu chuyện đến cực điểm, nhưng sẽ bỏ chạy trước khi chiến sự nổ ra. Tuổi Dậu hết sức bền bỉ và không dễ để người khác bắt nạt. Thường thì họ biết mình muốn gì và sẽ nỗ lực để đạt được điều đó. Người sinh năm Dậu rất có tài quan sát, nhận xét của họ thường khá tỉ mỉ và chính xác. Họ trung thực, cởi mở, nhưng đôi khi thẳng thắn tới mức lạnh lùng. Họ cần cù tháo vát, nhưng lại thường nóng nảy và bướng bỉnh. Họ đa tài và có thể thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của người tuổi Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Người sinh năm Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới tất cả hình thức nào. Nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo. Người nhạy cảm khó có thể làm bạn với tuổi Dậu. Sự độc đoán và thẳng thừng khiến con giáp này chẳng có nhiều bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, những người bạn thực thụ của tuổi Dậu thường bỏ qua sự kiêu ngạo này. Họ đánh giá rất cao tính trung thực, sự tự lập của bạn và trân trọng tình bằng hữu đặc biệt với người tuổi Dậu. Là người thích tranh luận, tuổi Dậu có khả năng bác bỏ bất cứ ý kiến nào. Họ tranh luận để thể hiện mình thông minh, am hiểu đến nhường nào.
Họ khéo léo trong cả lời nói và trong viết lách. Với tài bút chiến, con giáp này có thể trở thành những nhà báo hoặc nhà văn tuyệt vời. Tuy nhiên, vì say sưa với chính mình, đôi khi họ có thể bỏ qua cảm xúc của người khác khi tranh luận. Tự hào về bản thân, tuổi Dậu cũng bỏ nhiều công sức cho ngôi nhà. Đó là nơi họ có thể phô diễn tài sản và gu thẩm mỹ của mình. Ngôi nhà của tuổi Dậu sẽ rất gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ đều có nơi có chốn. Họ không ngại dành thời gian lau sạch các ngăn kéo, sắp xếp lại quần áo hay sách vở cho trật tự, ngăn nắp. Tuổi Dậu cảm thấy vui khi ở nơi đông đúc, tại những bữa tiệc hay buổi gặp mặt. Họ thích được chú ý và ngay lập tức sẽ tìm cách thể hiện sự lôi cuốn của mình. Con giáp này hy vọng bạn sẽ lắng nghe họ và tỏ ra khó chịu nếu bạn không làm được điều đó. Khi gặp rắc rối, tuổi Dậu thường tự vật lộn với chính mình và có thể tích tụ chuyện khó chịu rất lâu. Hiếm khi chống trả, nhưng khi cần, họ sẽ thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Cảm ơn quý anh chị tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dậu có một ngày làm việc thành công và gặp nhiều may mắn. Con giáp may mắn sau cùng được nhắc tới chính là con giáp tuổi Thìn. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 11, Thìn hiệu suất công việc tăng lên gấp đôi. Có vẻ như bạn đã nắm được tinh thần làm việc và hiệu suất tăng lên rất cao. Nếu thực sự yêu công việc này thì chỉ còn cách nỗ lực hết mình rồi thời cơ sẽ đến. Có thể sẽ là cơ hội thăng quan tiến chức. Về tình cảm cũng rất vượng vận đào hoa. Bạn dù không cần thả thính thì cũng có rất nhiều người vây quanh. Vậy nên hãy suy nghĩ kỹ và chọn cho mình người hợp lý. Những người tuổi Thìn thường có sức sống mãnh liệt và vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng lẫm liệt. Không chỉ có vậy, rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa phẩm chất đẹp của một con người, sự thật thà bao dung và yêu thương con người. Người tuổi này có tâm sự trong sáng, tính tình thành thật, có năng lực thích thực hiện kế hoạch riêng. Về phương diện tình cảm, họ thích tạo ra cảm giác lãng mạn, nữ mạng siêng năng, tiết kiệm, đảm đang và tháo vát. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi Thìn dễ dàng hiểu thấu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Là người hữu khẩu vô tâm, lương duyên tốt đẹp, tính tình vui vẻ, lợi về đường làm quan và dễ thân cận người quyền quý, cốt nhục hình khắc, con cái không ít, nữ mạng hiền lương, vượng phu ích tử. Người tuổi này thường thông minh lanh lợi, thích kết giao bằng hữu, có khả năng lãnh đạo tốt, tính tình cởi mở cương trực, hay thương người, không cầu kỳ kiểu cách hoặc giả dối. Gặp lúc khốn khó vẫn kiên trì phấn đấu, nữ mạng giỏi giang, sự nghiệp hưng vượng ở tuổi trung niên. Về sau tài lộc thịnh vượng, họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết mình. Một khi đã hứa, tuổi Thìn nhất định sẽ thực hiện bằng mọi cách, không để người khác mất niềm tin với mình. Đôi lúc họ cũng mơ tưởng, không thực tế những điều có giới hạn. Tuổi Thìn là những người không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước gian nan thử thách. Ngược lại càng khó khăn, ý chí quyết tâm của họ ngày càng dâng cao. Đó là lý do khiến người tuổi Thìn luôn chinh phục được những khó khăn mà người khác không thể vượt qua. Vẻ ngoài lạnh lùng của họ sẽ khiến người khác hiểu lầm và xa lánh. Thực ra tuổi Thìn mệnh kim là những người sống rất tình cảm, có trái tim giàu lòng vị tha và nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết mình mà không mưu cầu lợi ích cho bản thân. Con giáp này khi trưởng thành, dù không phải là người nổi tiếng và danh vọng cao, nhưng nhiều người biết đến và kính nể, thường gặp hoàn cảnh tốt. Về nhược điểm, tuổi này thường có tính đa tình đa cảm, về phương diện tình cảm không được tốt, cần chú ý đến tính cách đa tình của mình. Khát vọng của rồng như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn nguy hiểm ở phía trước. Họ rất dễ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt, nếu chủ quan
con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Con giáp này thường không biết cách kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Họ dễ nóng nảy và nói những lời khiến người khác tổn thương. Tuổi Thìn cũng dễ thay đổi vì người khác, không kiên định với lập trường của mình. Không ít những lần tuổi Thìn phải đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thậm chí là thất bại. Lý do là vì những người này quá hấp tấp, không suy nghĩ tính toán cẩn thận trước khi quyết định. Nếu muốn thành công, tuổi Thìn cần có sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Họ cũng không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm. Hơn nữa, tuổi Thìn yêu thích sự tự do, không muốn bó buộc trong một mối quan hệ hạn hẹp nào. Tuổi Thìn nổi tiếng là người sống rất thẳng thắn, thật thà, không bao giờ hãm hại, lợi dụng bất kỳ một ai. Trước khi làm một điều gì đó, người này suy nghĩ kỹ càng, cẩn thận, tuyệt đối không để nóng vội dẫn tới sai lầm. Cảm ơn quý anh chị tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thìn có một ngày làm việc thành công và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 11. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỷ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.